không bao nhiêu ký? 30 chứ vậy? Nhiều, thử rồi. Khoan cân, chứ nói nhiều. Nói. Nhiều mà. Tôi nói 35 ký đó. Còn tới 28. Khoảng 26 ký hả? 26 ký. Nó lăn rồi. Cái cây cân nó bị trút á anh không à? Cái cây cân nó bị trút á. Vậy là 26 kg. Chở thử là nặng không? Tại ông để trái kia là phải để mình nó là nó được. Dữ không? Quá dữ luôn. Mít trái dài Malaysia của Tám Dũng nha bà con. Trái đợt đầu. Mới ra trái chiến đợt đầu đây. Bây giờ mình sẽ đây chỗ cho các bạn xem luôn. Sẽ cái da cá luôn. Mình cứ để nó lăn. Buồn quá. Muốn sao giờ đây? Hãy vô mọi người ơi, ăn mít Malaysia ruột đờ ruột vàng. Dượng mày đừng dễ xui á. Dễ xui gì đi. Đừng có không. Cái da bé nó né, nó né. Mình coi trong đất á. Đừng nó rung lên. 37 cái đít 37 qua lại qua nó chạy luôn. Ồ, vàng khè luôn. Đỉnh luôn bộ nè thấy chưa? Con nhỏ này nó ngồi cái gì? Vậy hả? Bởi vậy nó quay đây mà gì đi qua. Thử coi, tí xíu coi. Thôi ôi nó vàng ngọn ơi. Mà quá sẽ đẹp. Quá dữ. Ô, quá trời đẹp luôn. Quá dữ. Quá trời ngon luôn Hiền ơi. Đây là trái mít Malaysia của cái giống Tám Dũng nha mọi người. Mình cái video trước là mình hứa là trái mít chính mình sẽ cho các bạn xem. Đây hôm nay là thật sự trái mít Malaysia của Tám Dũng đây. Thử ai ngon không? Còn cái ăn nữa thử là ngon hay không nha. Mời bà con mình ăn tại chỗ. Mày vô. Thử coi. Vàng lượm cũng ơi. Nó không có sơ nó cũng vàng luôn. Ít sơ nữa. Ngon mà. Ngon quá. Thử không? Ngon. Hiền. Dạ. Ăn Phúc ư? Quay cái bảng á. Sắc cái cụi này nè. Sắc vậy sao lấy ra? Không lấy gì ra mũ hết trơn. Ừ, có đem giấy kìa, nó bịt mũ quá. Đây. Dạ, để ngồi. Ngon. Ngon. Đầu trái là chuẩn bị nữa 2 tháng nữa có ăn. Rồi sẽ cho mọi người ngưỡng ký ăn ký và ăn. Sao biết? Cắt ngang vậy. Á đừng xíu vậy. Thà thà chút cắt ngang vậy luôn đi. Cắt tôi xéo xẻo vậy. Nãy xui vậy luôn nãy được. Nãy nó cắt ngang một bên vậy nè, rồi nó cắt hai sắc cắt mấy vậy. Trời ơi, xe gì mà nó đẹp. Ồ, quá ngon ha. Ngọt thâm trầm luôn ha. Giòn không? Giòn. Ăn cũng như con dai thôi. Mũ lớn chứ? Mũ giống 200g đó à. Này tơ. Hổ có chút xíu hả? Ăn Phúc. Đó ăn đi. Ai Hạnh chỉ cầm cho ăn đi. Ăn đi. Ăn nó đi. Có ăn mít được đâu. Được không? Không được cũng là màu mè đi cho cầm cho. Ăn đi Hạnh. Kìa ăn đi. Có Hạnh người quay Hạnh vô. Thôi. Đúng mọn luôn. Nè cái muối bành kia mà cái hộp có tí xíu à. Cái con miếng thôi. Con quay nãy giờ không cho con quay nãy giờ không cho con ăn chơi. Hú đậu đấy trời má à. Gặp nước bự gì mình muốn ăn. Sơ vàng luôn nè. Cái này sơ vàng luôn. Ê, cái này ăn luôn sơ cả sơ chà bá luôn. Cái sơ luôn. Muối này mít này ăn sơ được luôn nè, sơ vàng. Nè muối dài sọc nè. Muối dài sọc luôn. Ừ. Ăn đi gì ăn đi. Để ăn tại chỗ luôn. Giòn. Ngọt. Không có mật luôn là khô. Khô. Khô cơm luôn. Hột nhỏ. Quá đang ngồi hả? Hột có tí xíu à. Cái khô gan nè. Khô gan không có nước luôn. Rồi xong. Rồi thôi bây giờ mình chuyển vô nhà. Sao mình vô nhà đây? Đây. Rồi khiêng vô từng miếng vô đi chứ. Khiêng vô từng miếng. Ai để xe đi. Con đẩy cho, con đi không nè. Đi trước đi. Nặng chưa? Ừ. Nặng không? Nửa trái này mười mấy ký. Nãy 26, nửa trái này thì 13. Đi vô tới nhà cái xỉu luôn. Wow. Hả? Malay. Sao mẹ? Cái vị của mít đó nó làm sao? Cái vị rất là ngọt, thơm. Nó có ngọt như mấy cái mít khác không hay là nó làm sao? Nó ngọt mà đều ngọt vừa chứ không phải là ngọt gắt, ngọt như là ngọt hơi thâm thâm vậy. Đây nha bà con, cái muối nó lớn, muối cái lớn mà cái hạt nó chỉ có bao nhiêu vậy thôi. Cái hạt rất nhỏ. cơm dày, nên cái hộp chỉ có bi lớn gì thôi mà nó tay nè, nhưng mà cái muối nó dày, khô cơm chứ không ướp, ăn không ướp tay. Nó ngọt thì cũng ngọt cái độ nó vừa phải thôi chứ nó không có ngọt gắt. Nhưng mà thấy có cách là nó ngon một cái là cái vỏ nó mỏng, sơ nó màu vàng, sơ vàng, lại vậy cơm muối to nữa đúng không? Cái này ăn, bà con ăn cả muối lẫn sơ luôn, sơ vẫn ngọt, rất vàng này mọi người. Khi mà nó còn nhỏ tới mà nó chính là bao nhiêu tháng anh Tám? Cái mít này thì nó dài ngày hơn mít chai gai hay là còn gọi là siêu sớm, chắc khoảng 20 ngày. Từ ngày ra trái tới bây giờ là khoảng 4 tháng 20 ngày là nó bắt đầu trái chín. Không thấy gì làm hiệu quả. Nhưng mà cái này là cái trái đầu tiên thì nói chung là cái chất lượng nó cũng không có vượt trội. Ăn thử đi. Hạt nhỏ thiệt. Hạt nhỏ nghe bà con. Đấy, mời thì ăn. Cơm dày. Cơm gì khô. Gáo nước chứ không có nước. Cái hộp có tí xíu hả? Cơm vàng, sơ vàng luôn luôn nha bà con. Đây rất vàng chứ không phải là sơ trắng. Mình ăn từ muối lẫn sơ được. Dạ, cộng trái mít mà trái hết cả nhà chưa hết trái mít. Trái mít này là khoảng hái cân nặng qua là 26 kg thì nó trung bình khoảng từ 25 kg tới 40 kg. Nhưng mà mới cái trái này là đầu tiên nó được 26 kg. Thì mình thấy vậy là thấy cũng tương đối khá rồi. Vì mới cái trái đầu tiên cái cây mình thì nó cũng chưa được lớn. Rồi thôi bây giờ mình đến đây mình cũng xin tạm bà con nha, tạm dừng tại đây bởi vì hẹn lại cái video tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn xem cái video mới. Chào bà con.